Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV vào buổi chiều ngày hôm nay, ngày 3 tháng 8. Kính thưa quý vị, vào đầu giờ chiều ngày hôm nay thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đáp chuyến bay đến sân bay Nội Bài và chúng ta đã chính thức khép lại cái hành trình rất đáng nhớ của mình tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Và có một điều thực sự rất vui với đội tuyển nữ Việt Nam, đó là đã có hàng ngàn các cổ động viên đã đến tận sân bay Nội Bài để đón thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, đón những chiến binh của chúng ta trở về. Và thậm chí thầy Chung còn phải thốt lên một câu rằng đó là không nghĩ rằng người hâm mộ lại ra đón chúng tôi đông đến như vậy. Đó là những gì mà thầy Chung đã phải thốt lên đầy cảm xúc khi mà chứng kiến hàng ngàn các cổ động viên bóng đá Việt Nam của chúng ta đã ra tận sân bay Nội Bài, tạo ra một bầu không khí rất tuyệt vời ngay tại đó. Và với đội tuyển nữ Việt Nam vừa qua, để đúc kết lại tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua, chúng ta đã có được có lẽ rằng cũng không gì bằng chính cái tình cảm của người hâm mộ bóng đá quê nhà dành cho các những cô gái kim cương của đội tuyển nữ Việt Nam. Quả thực chúng ta đã mang đến niềm tự hào vô bờ bến dành cho đất nước Việt Nam khi mà những cô gái chiến binh của chúng ta đã thể hiện được tinh thần của người Việt Nam, tinh thần không bỏ cuộc, mặc dù chúng ta đã phải đối đầu với những đối thủ phải khẳng định một điều là họ vượt trội so với chúng ta quá nhiều. Những cổ động viên bóng đá Việt Nam đón những cầu thủ của đội tuyển nữ không khác gì những người hùng vậy, không khác gì những người vừa trở về từ những chiến thắng vậy. Vì vậy vừa qua, tôi nghĩ rằng là vẫn còn đó những cái chỉ trích trong tận buổi sáng ngày hôm nay khi mà chúng tôi làm bản tin. Vẫn có những cái chỉ trích dành cho thầy trò huấn luyện viên Đức Chung khi mà cứ nói rằng là chúng ta mang thúng ra để mà đựng bóng những bàn thua. Tại sao mà suốt ngày cứ ca ngợi rồi là suốt ngày nói về gì là tự hào, có cái gì mà tự hào. Thế nhưng một điều ở đây chúng ta thấy rằng là rất nhiều cấp độ đội tuyển của chúng ta sau khi về nước, khi mà chúng ta cũng có những trận đấu thành công rồi có những trận đấu thất bại, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta ít khi thấy được những cái hình ảnh mà hàng ngàn các cổ động viên bóng đá Việt Nam họ nhuộm đỏ cả sân bay Nội Bài để đến cổ vũ rồi đón những cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta trở về với những lời động viên tinh thần rất tuyệt vời. Thì tôi nghĩ rằng họ xứng đáng là những người hùng và họ thực sự là đã rất thành công tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 vừa qua, khi mà đã mang đến một tinh thần Việt Nam khiến cho cả thế giới họ cảm thấy ngả mũ và thán phục. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi mà đầu giờ chiều ngày hôm nay khi mà có mặt tại sân bay Nội Bài, thì những phát biểu đầu tiên của một số những thành viên của ban huấn luyện cũng như những cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây thôi. Thầy Chung đã rất nghẹn ngào sau chia sẻ về tới Việt Nam như thế này. Ngày hôm qua chúng tôi được các bạn Việt Kiều ở New Zealand diễn tiễn ở khách sạn thì chúng tôi đã cảm thấy vô cùng cảm động rồi. Thế nhưng về đến sân bay Nội Bài thì chúng tôi thực sự rất ngạc nhiên và cảm động khi mà có quá đông các khán giả và truyền thông đã ra đón mình. Thực sự là hết sức cảm động, và từ cảm động này rồi lại đến những cảm động khác nữa. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những tình cảm của người hâm mộ đã dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong suốt cả một thời gian dài vừa qua. Trong khi đó thì đội trưởng Huỳnh Như đã phải rơi nước mắt vì xúc động, và đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam có một cái chia sẻ như thế này: tôi thực sự là rất cảm ơn và cảm thấy vô cùng hãnh diện khi mà đã đại diện cho bóng đá Việt Nam của chúng ta góp mặt tại sân chơi World Cup. Chúng tôi quyết tâm ghi được bàn thắng để dành tặng cho người hâm mộ. Chúng tôi cũng đã nỗ lực làm tất cả để làm được điều đó, thế nhưng cuối cùng thì với thực lực của mình thì chúng tôi vẫn chưa thực hiện được. Khi về đến sân bay chứng kiến sự chào đón của người hâm mộ, tôi thực sự rất hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng mình chưa có bàn thắng nào để dành tặng cho khán giả thôi. Trước sự khi mà bước ra thì tôi không nghĩ rằng mọi người lại chào đón đông đến như vậy. Chúng tôi cảm thấy ấm lòng, rất hạnh phúc và vô cùng ấm áp. Toàn đội sẽ cố gắng tập luyện, sẽ hướng tới những giải đấu tiếp theo và hy vọng rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thể trở lại đấu trường World Cup, và khi đó giấc mơ của Như cũng như tất cả mọi người sẽ có thể trở thành hiện thực. Đó là những gì mà Huỳnh Như có xúc động chia sẻ và thậm chí đã rơi nước mắt nói về những hành trình vừa qua của đội tuyển nữ Việt Nam và thực sự cảm xúc khi mà có quá nhiều các cổ động viên đã đến tận sân bay để đón chào đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta trở về, giống như những người chiến thắng và giống như những người hùng vậy. Và nói về những trải nghiệm vừa qua thì thầy Chung cũng có chia sẻ khi mà lần đầu tiên chúng ta tham dự World Cup như thế này. Thực sự World Cup thì chúng tôi đã thi đấu hết sức mình rồi, với quyết tâm cao, tuy chuyên môn của mình so với các đội trên thế giới còn rất hạn chế. Chúng tôi chưa hoàn thành được mong muốn của người hâm mộ, khán giả trên cả nước. Chúng tôi xin hứa tới đây sẽ quyết tâm cao hơn nữa để thi đấu thành công hơn tại ASEAN 19 và vòng loại Olympic Paris. Và thầy Chung có nói thêm rằng: chúng tôi được chào cờ, được hát quốc ca tại Việt Nam ở sân chơi World Cup, đó là niềm hạnh phúc.
Tiếp đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã được thi đấu với những đội bóng ở trình độ cao ở trên thế giới. Qua đó cho thấy rằng mình còn nhiều thiếu sót rất là nhiều. Chúng ta sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn để khắc phục thì mới mong tiến kịp với cả thế giới được. Ở sân chơi khu vực thì chúng ta đã vô địch rồi, nhưng so với châu Á và thế giới thì khoảng cách vẫn còn rất xa. Và cùng với quan điểm đó thì Huỳnh Như cũng tiếp tục có những trải lòng, có những chia sẻ rất cảm xúc như thế này. Thưa quý vị và các bạn, World Cup thực sự là một giải đấu vô cùng khó khăn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có một hành trình tập huấn rất dài. Toàn đội cũng đã được tạo điều kiện tốt cho giải đấu, thế nhưng tiếc là toàn đội vẫn chưa thể ghi được bàn. Trước mỗi trận thì Bác Trung luôn dặn dò tận tâm với toàn đội, bởi đây là World Cup, một sân chơi lớn nhất, một giải đấu mà chúng ta chưa từng được trải nghiệm. Tôi nghĩ rằng sau giải đấu này thì chúng tôi sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm cho mình. Trước mắt thì tôi sẽ nghỉ ngơi cùng gia đình, rồi sau đó có thể sẽ sang lại Bồ Đào Nha. Mọi thứ hiện nay vẫn đang trong quá trình đàm phán thôi. Và theo như dự kiến ở trong bản tin trước chúng tôi có đưa, thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi khoảng 1 tuần, rồi sau đó vào khoảng 11 tháng 8 thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho ASEAN 19 diễn ra vào cuối tháng 9 tới đây. Và sau đó chúng ta tiếp tục tham dự vòng loại thứ 2 Olympic Paris vào cuối tháng 10. Như vậy là vẫn có liên tiếp những cái giải đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta sẽ tham dự vào khoảng cuối năm nay. Còn một câu chuyện vừa qua liên quan đến Trần Thị Thùy Trang, một tiền vệ tài năng của đội tuyển nữ Việt Nam. Và vừa qua thì Thùy Trang đã chưa được ra sân bất cứ một giây phút nào tại World Cup nữ 2023 vừa qua cả. Bên cạnh đó đã có rất nhiều những sự chỉ trích đối với huấn luyện viên Mai Đức Chung. Nhiều người nói rằng là đối với Thùy Trang, tại sao một cầu thủ lớn, một cầu thủ đã giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta có mặt tại đây mà thầy Chung lại không thể cho cô ấy ra sân được bất cứ một phút nào. Và đương nhiên nhiều người hiện nay cũng đang rất mong muốn nghe được những câu trả lời chính từ tiền vệ Trần Thùy Trang. Và khi đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài thì kính thưa quý vị và các bạn, Trần Thị Thùy Trang, tiền vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá nữ Việt Nam đã có một chia sẻ như thế này. Đây là lần đầu tiên Trang ra biển lớn và cũng có lẽ rằng là gần cuối cùng rồi. Ở giải đấu lớn nhất ở trên thế giới, Trang rất khao khát được thi đấu, mong muốn sẽ có một giây một phút ở trên sân. Trang không có vấn đề gì lớn về mặt sức khỏe cả, thế nhưng đó là tính toán của ban huấn luyện. Trang rất tôn trọng điều đó. Trang mặc dù rất buồn, thế nhưng chúng tôi thì cũng đã cố gắng hết sức mình. Đó cũng là một kỷ niệm đẹp đối với Trang cũng như toàn đội. Rất tự hào lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới. Tất cả những cố gắng, sự nỗ lực của Trang đến thời điểm hiện tại, mong muốn một lần được ra sân. Thế nhưng rất tiếc là Trang đã không được thi đấu. Đó là điều buồn. Thế nhưng Trang tự hào với bản thân vì đã nỗ lực hết mình. Đó là quyết định của thầy Chung và Trang luôn tôn trọng tất cả các ý định chiến thuật của thầy. Đó là người thầy rất đáng kính của Trang, cũng như với tất cả các đồng đội ở trên đội tuyển. Đó là những gì mà Thùy Trang có chia sẻ. Vừa qua thì đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đã có 3 trận đấu gặp những đội bóng như là Mỹ, gặp Bồ Đào Nha và cuối cùng đó là Hà Lan với một trận thua với tỷ số đó là 0-7. Ở tuổi 35 này thì Thùy Trang đã không có bất cứ một phút nào ra sân và đó đương nhiên cũng là một sự tiếc nuối lớn đối với cá nhân của Thùy Trang, bởi thực tế hiện nay với bộ độ tuổi như vậy, sinh năm 1988, thì khó lòng để cho bạn ấy có được những cơ hội để mà thi đấu tiếp vòng chung kết World Cup tiếp theo được. Thế như Thùy Trang vừa qua đã có những cái chia sẻ thì chúng tôi nghĩ rằng là với đội tuyển nữ Việt Nam thì vừa qua chúng ta đã có một thành công. Và cái công lao lớn nhất của đội tuyển nữ Việt Nam và đặc biệt trong số đó đương nhiên chúng ta cũng không thể không kể đến đó là Thùy Trang được. Thế nhưng vừa qua chính Thùy Trang đã chia sẻ, đương nhiên là vấn đề về mặt sức khỏe thì cũng là một phần. Thế nhưng thứ hai nữa là chúng ta đều biết rằng là đối với mỗi một huấn luyện viên họ đều có những tính toán khác nhau. Có thể là đối với chúng ta thì nhiều người có nghĩ rằng là thôi thì đằng nào chúng ta cũng đã thua rồi, hãy cho những cầu thủ họ có những cơ hội để thi đấu được vào sân. Thế nhưng đôi khi những tính toán của ban huấn luyện thì nó lại có một số những thời điểm có thể là thầy Chung cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối khi mà không có được cái cơ hội để trao cho Thùy Trang để cô ấy có thể có được ra sân trải nghiệm cái bầu không khí tại World Cup nữ 2023 này. Nhưng mọi thứ cũng đã qua và thầy Chung hiện nay thì cũng đã là 73 tuổi rồi. Thầy cũng đã rất già rồi, vì vậy có thể có một số những câu chuyện có cái việc tính toán nó chưa thực sự là kỹ càng. Thế nhưng đó cũng là những quyết định của ban huấn luyện và cũng dựa trên rất nhiều những yếu tố quyết định khác nhau. Vì vậy tôi hy vọng rằng là những cái sự chỉ trích vừa qua, mặc dù hiện nay vẫn còn với đội tuyển nữ Việt Nam và đặc biệt là những chỉ trích liên quan đến một người thầy rất đáng kính như là thầy Chung, hiện nay đã khá là nhiều tuổi, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy dừng lại câu chuyện đó. Hãy chúc mừng cho đội tuyển nữ Việt Nam, chúng ta đã trở về an toàn, đó là một niềm vui rồi.
và hy vọng rằng chúng ta khi mà bước vào những giải đấu sắp tới vào tháng 9 và tháng 10 tới đây thì chúng ta sẽ thành công ở những giải đấu mà chúng ta tham dự. Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào với những thông tin của bóng đá STV ngày hôm nay thì hãy để lại cho bóng đá STV một like để ủng hộ cho chúng tôi, cũng như để lại một bình luận của mình để chia sẻ về ý kiến của quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay nhé. Xin kính chào và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.